Đứng đó chơi thôi. Ngủ đi, mình ngồi cà phê. Chứ cái vòng mà bịt hết tay chân mặt mũi, mặc quần áo gì hợm vậy, bác đứng ngay đây nhìn vô, muối lửa trong đó sao thấy? Nghĩ sao mà ngủ sưng mặt sưng mày lên vậy? Nói chung mọi lý do chỉ là lý do. Vậy đi. Không tin. Sĩ sĩ đi. Miêu tả. Miêu tả đầu tiên. Thứ nhất, đó là nam giới. Và cái điều quan trọng á, lông chân quắn nữa. Hết. Tạm thời đoán thôi. Không biết ai mà đoán luôn á. Đừng có cho cái tên chứ, để biết cho cái tên đi để còn biết mà ăn phở hay là ăn nước lèo không. Khó ghê vậy, không biết là ai luôn mà không nhớ được cái tên gì để nói luôn. Vậy là không nói được cái tên, không nói được luôn á. Vậy là coi như đoán sai luôn rồi. Sao lặng còn hơn bị nhục. Không biết một cái tên đi cho mày khỏi thổi kèn khỏi còi chứ, cái mệt quá. Ủa cái gì mà hai ba người vậy? Ủa là sao? Hello. Phục vụ. Bà chị gã này đi lâu hơn kìa Minh Tuấn nè. Có An Giang không vậy ta? Không có thấy được gì đâu. Đúng rồi, tại bây giờ khách mời người ta thay đồ rồi. Làm gì vừa cho cộng lông cho mà coi nữa. Loạn rồi. Không biết là ai luôn. Không phải một đứa mà bốn đứa làm đây mặt nạ chứ ta. Em là có một bà. Hồi nãy một là thằng em hơi mặt mập đúng không? Lời mang dài lòi chút lông chân mà nó hơi đô cao bự hơn em. Đúng rồi. Mập như cái xôi đó. Không, mập quá, cái đó mập quá. Chị có hoàng mập. Không, như em vậy đó. Nó cỡ như em vậy đó. Cãi nữa, tôi giật, tôi lật bán lên luôn. Kế bên, thêm một thằng ấm thơm, nhỏ nhỏ con. Mày nhắc, không phải vậy. Em bây giờ cái nhân viên phục vụ thiệt. Bây giờ là toàn nguyên nhân viên của tiệm bán phở đó là đang đeo mặt nạ trơn rồi. Loạn hồi tao nói loạn đi, nợ đi. Cho tới chị Thanh đi coi đi kìa. Mất quyền rồi, đừng có nói chuyện. Rồi chị Thanh đi coi, tôi có đi đâu. Giờ phải cho một cái tên trước đã rồi mới người tiếp theo đi được. Coi như cái tông mình muốn cà phê tiếp. Thôi tôi đi. Đoán sai đúng không? Chưa có đoán, không có sai. Coi như đoán sai. Chưa có đoán. Đoán sai. Nếu vậy Thanh, cái người đó. Thanh đi đó. Gì vậy? Để anh dán qua được. Một câu sẽ đi chậm tới cuối con đường. Vậy luôn á hả? Rồi tình cảm thân thiết vậy là. Có người này đây hả? Hơi đen. Dạ rất đen. Đưa con vào mắt thôi. Cái quần đấy coi. Rồi. Em đang có một cái tên. Tên gì? Nói nghe coi. Do dây em nói. Tống Kỳ Thị. Lập hội nghị ban chủ nhật. Tống Kỳ Thị. Bạn khách mời là ai đây? Chị Thanh nói 11. Em nghĩ là Hoàng Phi. Rồi. Bảo lưu kết quả. Tôi đã Hoàng Phi luôn. Lần thứ hai. Vừa thấy mà. Chưa coi lần hai chứ. Chứ giờ không có đứa nào mà vậy đâu. Sai. Ra. Mất quyền thi đấu, ngồi xuống. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng Hoàng Phi rồi. Hoàng Phi. Hoàng Phi con ơi, đi về với gia đình con. Sao mà tôi giỏi dữ vậy nè. Trời ơi, tôi chưa thấy mà phục vụ nào mà lố lăng như vậy. Nè. Hồi nãy tôi không có coi người này. Rồi, bây giờ tôi đi kiểm chứng, tôi nói tên luôn nha. Nào, cậu bé số 13, có phải là con đó không? Nếu là đúng là con á, thì con hãy gật đầu đi. Em
đứng lên coi, đứng lên coi lòng chân. Đúng rồi chị ơi, đúng rồi chị ơi. Giờ là đội nào thì rốt cuộc là tôi sẽ là đội trưởng đội nào đây? Hả? Chưa. Trời ơi, sao lận lận, sao muốn làm gì làm vậy? Cái người đấy là khách mời thì Linh theo đội của khách mời. À vậy hả? Đúng rồi. À, đúng rồi, nó đoán trước em đoán sai em ơi. Anh thấy buồn của em không à?